tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái giá đỡ điện thoại như thế này để chúng ta có thể là lướt tùy thích nè các bạn, hoặc là chúng ta có thể là coi video, hoặc là chơi game gì đó mình lướt trên đây, thay vì mình có một cái giá đỡ điện thoại bằng inox hay là bằng một cái thiết bị nhựa gì đó, nhưng mà bây giờ thay lại bằng len á các bạn, thì nó rất là dễ thương, tiện dụng cho cái phòng ngủ của mình cũng như là cái bàn làm việc của mình, hoặc là phòng khách gì đó mình trang trí cũng rất là dễ thương ha. Rồi ở đây các bạn có thể là để lên cái chậu hoa mini nhỏ vậy nè, để các bạn trang trí cũng rất là đẹp nữa. Đây một cái bé cù rất là xinh xắn, có bốn cái chân, có một cái đuôi và có hai cái lỗ tai này, nó hơi giống con chuột một xíu ha. Bạn nào có cái ý kiến về cái lỗ tai mà nó xịn xịn hơn thì có thể là góp ý cho Mimi để khi khác Mimi sẽ cải thiện sau ha. Còn giờ các bạn làm đỡ này đi, nhưng mà mình thấy nó cũng cute đó. Cái này rất là chắc chắn luôn nè các bạn, và mình hướng dẫn cho các bạn từ đầu đến cuối luôn ha, ai cũng sẽ móc được cái mẫu này hết nha các bạn. Các bạn yên tâm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu móc nha. Đừng quên nhấn like video này và bình luận ở phía bên dưới để video mình có cái lượt tương tác ha các bạn, giúp mình cái việc đó ha. Và đừng quên là đăng ký ủng hộ Mimi một cái lượt đăng ký nha, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Đối với cái bé cừu này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha, và các bạn sẽ phối màu theo các bạn yêu thích. Nếu mà các bạn thích màu nhẹ thì các bạn có thể là phối màu trắng hồng da, hoặc là màu hồng baby, hoặc là màu hồng nhạt, màu xanh nhạt, màu vàng nhạt. Mấy cái màu đó rất là dễ thương á các bạn. Còn nếu mà các bạn mà sợ dơ hay này kia thì các bạn có thể là phối cái màu tối một xíu để mà chúng ta sử dụng được lâu hơn ha. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái màu sáng á, thì nhiều khi chúng ta nó màu dính bẩn á các bạn, nhưng mà mình để trang trí thì nó rất là xinh ha. Ở đây là các bạn sẽ chọn cho mình ra ba màu, các bạn sẽ phối một cái màu chính. Ở đây là mình sẽ phối một cái màu nâu, nó hơi nhạt nhạt, nó không có quá đậm nè các bạn. Và cái màu miêu len miêu cotton á, cuộn 125g của mình á, là mình sẽ chọn màu số 18 ha, các bạn có thể tham khảo. Còn một xíu phần đầu á, thì mình sẽ sử dụng màu trắng kem nè các bạn, thay vì màu trắng tinh nha. Còn cái phần chân á, thì chúng ta sẽ phối một ít màu đen nè. Các bạn không có màu đen thì các bạn phối màu đậm hơn cũng được nữa, hoặc là chúng ta có thể là phối màu trắng luôn cũng được. Một phần trên thì chúng ta sẽ làm màu này và mình phối màu trắng này cũng được. Còn cái con mắt cừu á, thì để một lát nữa mình coi mình sẽ kết cườm viên nhỏ này hay là cái mắt này ha. Thì mắt này thì cái size là 8mm đó các bạn. Còn cái hạt cườm này thì nó nhỏ xíu à, nó có lỗ để cho mình khâu vào nè. Và cái kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.5mm nha các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kim khâu len cũng như là kéo cắt len nha. Giờ các bạn sẽ lấy cái phần màu chính ra để mà chúng ta móc nè. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua, móc lên 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này là mũi đệm, mình không có tính là mũi móc kép nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình liên tục 5 mũi móc kép. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cao lên xíu, gỡ cái kim móc ra. Thì ở trên đây nó có 5 chân móc nè các bạn, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, đồng thời đâm kim vô cái lỗ mà chúng ta đã kéo lên nè. Rồi các bạn sẽ rút cái này lại bằng cách đưa cái này lên nè, cái to ngón tay trỏ á, các bạn kéo căng nó ra. Sau đó là các bạn sẽ kéo qua cái chân móc đầu tiên này và kết lại bằng một mũi móc xích. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cho mình thêm 5 cái hạt bắp như thế này nữa ha. 5 cái nụ như thế này nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim, kéo len và thực hiện một mũi móc kép đầu tiên. Mỗi một cụm như vậy đó thì chúng ta sẽ có là 5 mũi móc kép. Móc kép thứ 2 nè, móc kép thứ 3, móc kép thứ 4, móc kép thứ 5. Rồi các bạn lại kéo lên
chúng ta gỡ ra, xong rồi đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái cụm 5 mũi móc kép này, xong rồi chúng ta sẽ đâm kim vô cái lỗ này, rồi chúng ta kéo cái len qua và móc lên một mũi móc xích. Và tiếp tục các bạn lại làm thêm cho mình bốn cái nụ như thế này nữa ha. Tổng cộng chúng ta vòng tròn này chúng ta sẽ có là 6 nụ. Rồi bây giờ mình lại mẫu cho các bạn thêm một lần nữa. Kép đầu tiên, kép thứ hai, kép thứ ba, kép thứ tư, kép thứ năm. Rồi các bạn kéo lên, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, đâm kim vào cái lỗ này, các bạn kéo len qua, móc lên một mũi móc xích, hoàn thành một cái nụ ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc thêm 3 nụ nữa cho mình ha. Khi mà các bạn móc xong rồi á, thì các bạn sẽ kéo rút cái này cho nó khít lại ha. Và cái nụ cuối cùng thì các bạn cũng sẽ vẫn lên một mũi móc xích như bình thường nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vô cái nhánh mà 3 mũi móc xích đầu tiên mà chúng ta gây nên đó các bạn. Rồi các bạn sẽ trượt mũi tại đây nha. Rồi bây giờ ở cái nhánh này nè, ở cái nhánh này chúng ta sẽ móc vào cái chân móc này 2 cái nụ nha. Rồi các bạn sẽ móc cái nụ đầu tiên, móc lên 3 mũi móc xích. Rồi các bạn móc thêm cho mình 5 mũi kép nữa. 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ các bạn kéo lên đi. Rồi vô cái chân móc đầu tiên, rồi các bạn sẽ kéo qua, tạo cái nụ đầu tiên, móc lên một mũi móc xích, rồi thêm cái nụ thứ hai ở cái chân móc này nữa. Rồi các bạn cứ móc cho mình 5 kép. 2 3 4 5. Rồi tiếp tục làm cái nụ thứ hai ở cái chân móc này. Như vậy là ở cái chân móc này các bạn đã tạo được là 2 nụ. Đây, 2 nụ ở cái chân móc đầu tiên, 2 nụ ở cái chính giữa nè các bạn. Đây, cái chân móc chính giữa là một mũi móc xích mà chúng ta gây nên đó. Đây các bạn móc vô đây nè, 2 nụ ha. Rồi xong các bạn móc vô đây 2 nụ chính giữa nè các bạn. Đó, chính giữa nó có một cái khoảng trống đó. Các bạn cứ móc mỗi cái này là 2 nụ hết ha. Thì cái hàng thứ hai này chúng ta sẽ có là 12 nụ ở cái hàng thứ hai này nha. Rồi các bạn sẽ móc cho mình nha. Này, lên một mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ móc 2 nụ ở bên đây. Khi mà ở mấy cái hàng sau thì mình sẽ không có lặp lại nữa. Mình sẽ chỉ điểm cho các bạn rồi cái chúng ta chỉ móc là cái số lượng nụ như thế nào thôi ha. Rồi ở đây là mình xong một nụ nữa nè. Đó, rồi giờ móc thêm nụ ở đây nữa. Nói chung là ở đây là có 6 cái khoảng trống thì chúng ta sẽ móc là mỗi khoảng trống là 2 nụ là chúng ta sẽ có 12 nụ nha. Đã móc xong cái hàng móc thứ hai nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra những cái nụ ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Như vậy là đủ rồi. Các bạn cũng sẽ trượt mũi vô cái chân móc đầu tiên. Đây, cái chân móc mà 3 mũi móc xích gây nên đó các bạn nè. Chỗ cái lỗ đầu tiên á, giống như cái chân nãy ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc công thức tăng mũi sẽ là như sau nè các bạn. Các bạn sẽ móc ở cái điểm đầu tiên này là 1 nụ ha. Rồi, ở cái khoảng trống của 2 nụ trước đó nè, khoảng trống 2 nụ trước đó thì ở giữa này các bạn sẽ móc là 2 nụ ha. Tức là 1 nụ tới 2 nụ. Xong qua đây cái chỗ này chúng ta sẽ móc 1 nụ rồi tới 2 nụ. Trong cái khoảng trống của 2 hạt bắp của 2 cái nụ trước đó thì chúng ta sẽ móc 2 nụ bình thường. Rồi, bên đây là 1 nụ, 2 nụ, cứ 1 2 1 2 đến hết hàng luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta móc nụ đầu tiên nè. Một kép, hai kép, ba kép, bốn kép, năm kép,
kéo lên, rồi chúng ta tạo nụ, móc một mũi móc xích. Rồi trong khoảng trống của hai nụ trước đó nè, đây nó có cái khoảng trống này, các bạn sẽ móc vào đây hai nụ, hai, ba, bốn, năm. Rồi chúng ta tạo, móc lên một mũi móc xích, móc thêm một nụ nữa, một, hai, ba, bốn, năm. Rồi móc lên một mũi móc xích. Như vậy là công thức của chúng ta sẽ là 1 2 1 2 1 2 đến cuối hàng luôn nha các bạn. Kết thúc hàng móc thứ ba thì chúng ta đã có được là 18 nụ rồi nè các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ trượt mũi giống như cái hàng trước đó ha, trượt mũi nè. Cái hàng móc thứ tư thì chúng ta móc cái công thức như sau. Các bạn móc cho mình một mũi móc xích trước đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Ở cái điểm đầu tiên này chúng ta sẽ móc một nụ nè. Điểm kế bên chúng ta sẽ móc một nụ. Và hai nụ trước đó thì chúng ta vẫn móc là hai nụ ở chỗ này ha. Như vậy là 1 1 2. Rồi, tương tự ở đây. Qua đây là 1 1 2. Chỗ nào hai nụ thì chúng ta sẽ móc hai nụ, chỗ nào một nụ thì chúng ta chỉ móc là một nụ thôi ha. Và công thức sẽ là 1 1 2, lặp lại như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc một cụm trước nha. Rồi các cụm còn lại thì các bạn sẽ tự móc. Ở hàng này chúng ta đã có được là 18 đúng không các bạn? 18 cộng cho cái hàng tiếp theo, hàng thứ tư này sẽ là 24. Chúng ta sẽ được là 24 nụ ha. Cứ cộng 6 lên thôi, mỗi hàng chúng ta lại cộng 6. Đây là một nụ nè. Rồi kế bên sẽ là một nụ. Rồi móc lên một mũi xích. Ở đây là hai nụ trước đó nè các bạn. Chúng ta móc vào cái khoảng trống này hai nụ. Một xích, móc thêm một nụ nữa. Móc cái mũi móc kép nó dài ra các bạn, thì cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ to hơn ha. Đây, các bạn kéo qua, móc lên một mũi móc xích. Như vậy là đã xong cụm thứ nhất nè. Rồi các bạn móc thêm 5 cụm nữa cho mình ha. Như vậy là chúng ta sẽ được là 24 nụ nha các bạn. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ tư nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kết hàng và móc lên cái hàng móc thứ năm nha. Đây, các bạn sẽ móc lên hàng móc thứ năm với 3 mũi móc xích. Và chúng ta sẽ tạo một nụ đầu tiên. 1 2 3 4 5. Móc lên một mũi móc xích, tạo nụ thứ hai ở chỗ cái khoảng trống kế bên. 1 2 3 4 5. Móc lên một mũi xích, tạo nụ thứ ba ở khoảng trống tiếp theo. 1 2 3 4
5. Như vậy là 3 lần 1 nụ rồi đúng không các bạn? 1, 2, 3. 2 nụ ở chỗ khoảng giữa của 2 nụ trước đó. 3 lần 1 và 1 lần 2 nha. 2, 3, 4, 5. Rồi tạo một nụ nữa ở chỗ cái chân này. Các bạn sẽ lặp lại như thế đến cuối hàng luôn nha. Như vậy là chúng ta đang ở hàng móc thứ 5. 5 nhân cho 6 là chúng ta sẽ được là 30 nụ ở hàng móc thứ 5 này. Rồi, các bạn sẽ móc 3 lần 1 và 1 lần 2 ha. Đây, 1 nụ, 1 nụ, 1 nụ, 2 nụ. 1 nụ, 1 nụ, 1 nụ, 2 nụ. Rồi các bạn cứ móc liên tục như thế đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng thứ 5 thì các bạn cũng sẽ kết hàng cho mình ha. Rồi các bạn sẽ móc lên thêm một hàng nữa, hàng thứ 6. Hoặc là các bạn có thể là với cái đường kính này thì các bạn ngưng luôn cũng được nữa. Ở đây để mình đo cho các bạn ha. Tùy theo cái độ rộng của cái điện thoại của các bạn mà các bạn sẽ làm ha. Hoặc là nếu mà các bạn trang trí thì các bạn sẽ làm bao nhiêu đây thôi cũng được nè. Đây đường kính là gần 13cm nè các bạn. Đó. Cái này mình móc hơi chặt tay á, cho nên là nó sẽ phồng phồng lên gì nè. Mà không sao ha. Cù thì nó bằng hoặc là nó phồng gì cũng được. Còn nếu mà các bạn phồng quá, các bạn sẽ canh chỉnh mũi móc nó lại ha. Nè, canh chỉnh cái mũi móc này nè, cho nó ra. Tại vì á, nhiều khi các bạn sẽ móc chặt tay á các bạn. Đó, mình sẽ canh chỉnh cái mũi móc này ra ha. Các bạn kéo kéo như gì nè. Rồi, cái các bạn sẽ để như gì. Thì nữa mình để điện thoại thì nó sẽ lủng xuống gì không à, chứ nó không có phồng lên nha. Rồi bây giờ nếu mà ai móc thêm một hàng nữa thì chúng ta sẽ có công thức là như sau. Ở đây chúng ta sẽ móc là một nụ, một nụ, một nụ, một nụ, một nụ, tức là 4 lần một nụ và 1 lần 2 nụ ha các bạn. Còn nếu mà muốn to hơn nữa thì 5 lần một nụ và 1 lần 2 nụ. To hơn nữa thì 6 lần 1 nụ và 1 lần 2 nụ. Cứ tăng tăng tịnh tiến lên như vậy ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 gì đó. Rồi, cái điểm mà chốt hai nụ thì các bạn cứ giống thẳng nè. Chỗ nào 2 nụ thì mình sẽ móc là 2 nụ thôi. Chỗ nào mà khoảng trống của nó là 1 nụ thì các bạn móc 1 nụ, các bạn khỏi cần đếm cũng được nữa. Vậy cho nó dễ ha. Rồi bây giờ mình sẽ móc thêm một hàng nữa, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái đuôi rùa, rồi làm chân và làm cái đầu nha. Cù chứ. Nói một hồi làm rùa luôn á các bạn. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 6 rồi nè các bạn. Bây giờ cái chân móc mũi dời á, chúng ta sẽ làm thêm một cái nụ nữa để cho nó full cái chỗ này ha. Rồi các bạn sẽ móc một nụ nữa cho mình ở đây. Chỉ duy cái hàng móc cuối cùng này thôi ha. Nếu mà các bạn kết thúc ở cái hàng móc thứ 5 á, các bạn cũng sẽ làm như thế luôn nha. Đây là mình làm cái miếng to luôn á các bạn. Rồi, ở đây được 5 kép rồi nè. Chúng ta móc một nụ, rồi móc lên một mũi xích. Giờ chúng ta sẽ trượt mũi ha. Do đây á, các bạn là cái chỗ mà chúng ta kết hàng á, cho nên là chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích đi. Rồi cắt len luôn ha. Một lát nữa ở cái chỗ này nè, mình sẽ để cái đầu của bé cù ở đây để mà mình kết vào thì nó sẽ không có thấy nữa. Và như hồi nãy mình nói, nếu mà cái này các bạn ấy nó cụp xuống nhiều quá thì các bạn sẽ lận nó lên như thế này ha. Nè, ở mỗi hàng á đó. Như vậy là khi mà các bạn để xuống á, khi mà các bạn để xuống á, thì nó như vậy. Gần hồi nữa khi mà các bạn để cái điện thoại lên thì nó nặng mà, thì nó sẽ để như vậy thì nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi bây giờ khi mà chúng ta để cái đầu của bé cù nó nằm ở bên này thì cái phần đuôi bé cù thì nó nằm ở phía đối diện đây. Thì các bạn cứ so qua đây nè, cái đầu nó ở đây thì cái đuôi nó nằm bên đây. Thì bây giờ mình sẽ đâm kim vô cái khoảng cách này nè để mình tạo cái đuôi nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nối len qua cái phần đối diện nè. Rồi các bạn kéo len qua như vậy, móc lên 3 mũi móc xích và tạo
cho mình hai nụ nha. Hai, ba, bốn, năm. Rồi tạo thêm một nụ nữa. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi chúng ta kết thúc cái phần cái đuôi cùi ở chỗ này ha. Các bạn móc lên mũi móc xích kéo và cắt len đi các bạn. Rồi lát nữa cái chúng ta sẽ giấu len nha. Rồi một lát nữa cái chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc. Và bây giờ tới cái bước mà chúng ta sẽ tạo cái phần bốn cái chân ha. Cái màu đậm á, thì chúng ta sẽ làm 3 hàng, cái màu nhạt thì chúng ta sẽ làm 5 hàng. Và mỗi hàng của chúng ta là 6 mũi móc đơn. Đơn giản như vậy ha. Còn bạn nào mà làm cái vòng tròn này nè nó nhỏ hơn thì các bạn sẽ gia giảm ở cái hàng màu đen cũng như là cái hàng màu nhạt này nha. Ở đây thì các bạn có thể là phối màu đậm và màu nhạt cũng được, chứ không có cần phải là màu đen ha. Tại vì mình cái màu đậm kia nó hết á, cho nên là mình lấy màu đen mình thay vô luôn nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Chúng ta sẽ hạ size kim xuống. Còn bạn nào mà không có cái size kim 1.5 cũng như là 2mm thì các bạn cứ móc kim 2.5 cũng được nữa nha. Nó ú ú hơn thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo vòng tròn và chúng ta lấy mũi đầu tiên nè. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cứ mỗi hàng là 6 mũi móc đơn là được nha các bạn. Rồi các bạn sẽ trượt mũi và chúng ta sẽ kết thúc hàng móc thứ nhất. Móc hàng móc thứ hai với 1 mũi móc xích và chúng ta cũng làm là 6 mũi móc đơn ở hàng móc thứ hai này. Mỗi chân móc là 1 mũi móc đơn ha. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn sẽ trượt mũi. Đối với cái phần màu đen này là mình móc nó mình đếm mũi vậy thôi, chứ nhiều khi mình đâm kim nó mình cũng không biết đường cái chân móc nữa các bạn, không có thấy đường luôn á. Rồi bây giờ móc hàng móc thứ ba nè với 1 mũi móc xích, móc cũng 6 mũi móc đơn. 1, 2. Cái phần màu đen này nè các bạn cắt bỏ đi. Ba, bốn, năm, sáu. Và bây giờ kết thúc hàng móc thứ sáu rồi đó. Kết thúc hàng móc thứ ba, các bạn sẽ đâm kim vô cái chân móc đầu tiên nè. Thay vì kết hàng thì chúng ta sẽ thay len ha. Rồi các bạn sẽ nối cái len và móc lên một mũi móc xích trước. Rồi các bạn sẽ cắt cái len màu đen đi. Rồi nẹp cái len màu đen luôn nè các bạn. Móc vào cái chân móc đầu tiên này. Nẹp cái màu đen và màu nâu lại. Móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp, một mũi móc đơn. Chân thứ ba, một mũi móc đơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái cả màu đen và cả cái phần màu nâu này. Rồi xong, bây giờ chúng ta còn 3 chân móc nữa. 3 rồi đó. 4, 5, sáu. Rồi các bạn sẽ trượt mũi. Các bạn làm thêm 4 hàng móc
màu xám này nữa cho mình ha, màu nâu này nữa cho mình nè. Cứ mỗi chân là một mũi móc đơn là được. Tổng cộng chúng ta sẽ có là 5 hàng màu sáng và 3 hàng màu đậm ha. Các bạn móc xong các bạn trượt mũi và cắt len ha. Chúng ta sẽ chừa ra một đoạn len để chúng ta lát nữa cái chúng ta sẽ nối vào luôn nha các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần đầu ha. Cái phần đầu thì chúng ta vẫn móc cái kim 2.5 bình thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn nè. Lấy cái phần màu khác nữa ha, màu trắng nè. Chúng ta sẽ làm ở chỗ cái phần mắt với lỗ mũi á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo một cái nút thắt nè, móc lên một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn ha. 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Ở chân móc thứ hai các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. 2. Rồi 2, các bạn móc đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi kết hàng. Các bạn móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. 1 đơn, 2 đơn. Các bạn móc tương tự như thế đến cuối hàng nha. Móc đến cuối hàng thứ ba các bạn sẽ trượt mũi. Chúng ta móc lên hàng móc thứ tư với một mũi móc xích. Chân móc đầu tiên 1 đơn, chân móc thứ hai 1 đơn, chân móc thứ ba 2 đơn. 2 lần 1 đơn và 1 lần 2 đơn. Lặp lại như thế đến cuối hàng. 1 đơn, 1 đơn, 2 đơn. Rồi các bạn móc như thế đến cuối hàng luôn nha. Kết thúc hàng móc thứ tư với một mũi trượt. Hàng móc thứ năm và hàng móc thứ sáu các bạn móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích. Chân đầu 1 đơn, chân 2 1 đơn, chân 3 tương tự, lặp lại như thế đến cuối hàng móc thứ năm và đến cuối hàng móc thứ sáu. Cuối hàng móc thứ sáu các bạn sẽ trượt mũi kết hàng. Hàng móc thứ bảy chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi ha. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Chân móc đầu tiên 1 đơn, chân móc thứ hai 1 đơn, chân móc thứ ba và chân móc thứ tư các bạn móc mũi giảm cho mình. Các bạn sẽ đâm kim vào cái nửa chân móc thứ ba, nửa cái nhánh trong của chân móc thứ ba. Đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh trong của chân móc thứ tư. Các bạn kéo len qua hai cái chân móc này và thực hiện một mũi móc đơn. Rồi bây giờ cứ lặp lại như thế đến cuối hàng. 1 đơn, 1 đơn, 1 giảm. 1 đơn, 1 đơn, 1 giảm. Và các bạn móc tương tự như mình hướng dẫn đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng móc thứ 7 các bạn sẽ trượt mũi. Lúc này chúng ta còn tổng cộng lại là 18 chân móc rồi các bạn. Các bạn móc lên hàng móc thứ 8 với một mũi móc xích. Hàng móc thứ 8 chúng ta sẽ giảm 3 mũi nữa ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc chân đầu tiên 1 đơn, chân thứ 2 1 đơn, chân thứ 3 1 đơn, chân thứ 4 1 đơn. 4 mũi móc đơn liên tiếp cho 4 chân móc. Chân móc thứ 5 và chân móc thứ 6 các bạn móc mũi giảm nha. Rồi các bạn lặp lại hai cụm như thế này nữa ha. 1 2 3 4 đơn và một mũi giảm. Rồi còn một cái cụm cuối á, các bạn sẽ móc nha. Kết thúc hàng móc thứ 8 các bạn sẽ trượt mũi kết hàng. Móc lên hàng móc thứ 9 với một mũi móc xích. Các bạn sẽ móc thêm một hàng mũi móc đơn nữa ở đây. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi móc đơn nha. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi nè. Móc lên một mũi móc xích cắt len ha.
Và bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái phần màu nâu nha các bạn. Rồi các bạn nối vô trong cái điểm này. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời á. Rồi chúng ta sẽ kéo cái len màu nâu này qua. Móc lên 3 mũi móc xích. Rồi bây giờ các bạn sẽ có 15 chân móc tương ứng với 15 nụ ha. Và các bạn tạo cái nụ đầu tiên ở cái chân đầu tiên nè. 1 2 3 4 5 tạo móc lên một mũi móc xích qua chân thứ hai, các bạn tạo nụ thứ hai 1 2, các bạn cắt cái len thừa này bỏ đi. Nụ móc lên một mũi móc xích và các bạn làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn ha. 15 chân móc tương ứng với 15 nụ. Mình đã móc được 15 nụ rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi ha. Rồi bây giờ các bạn lấy cái bông gòn hoặc là len thừa, các bạn sẽ nhồi vô đây nè. Rồi các bạn sẽ làm cái việc này ha. Nhào vô cho nó tròn tròn như thế này nè. Để ngồi nữa chúng ta sẽ gắn hai mắt vô đây nữa là xong ha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt thêm một mũi nữa đi các bạn. Nè, trượt thêm một mũi nữa vô cái khoảng trống ở phía trong nè. Và các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích ha. Và các bạn cũng tạo cho mình một nụ đầu tiên. Ở hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ tư á, các bạn sẽ móc mỗi hàng là 15 nụ giống như thế này ha. Rồi cái này mới có 4 à. Tạo thêm một kép nữa. Rồi các bạn sẽ tạo nụ, móc lên một mũi móc xích. Rồi bây giờ tới cuối cùng á, thì các bạn sẽ móc vô trong cái chỗ khoảng trống này luôn ha. Là chúng ta sẽ được 15 nụ. Rồi chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ 3 và hàng móc thứ 4 nữa ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 4. Kết thúc hàng móc thứ 4 thì các bạn móc hàng móc thứ 5 ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi ha các bạn. Các bạn cũng di chuyển cho nó vô ở phía bên trong này. Đây, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Rồi các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép vào cái chân này trước. Xong cái chân kế bên á, các bạn móc thêm cho mình 3 mũi móc kép nữa. 1 2 3. Rồi bây giờ các bạn thực hiện một nụ cho mình ha. Đó. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Rồi tương tự ở cái chân móc kế tiếp các bạn lại móc cho mình 2 kép. Chân móc kế bên các bạn móc cho mình 3 kép. Và thực hiện một nụ. Lặp lại tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng còn một chân móc lẻ, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một nụ như bình thường ha. Tại vì nãy mình làm chân móc á các bạn, thì mình chụm được 7 cụm đúng không? Rồi còn dư một chân nè. Thì chúng ta tạo một nụ ở đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ kết hàng, móc lên một mũi móc xích, cắt ra một cái đoạn len dài đi các bạn. Rồi các bạn sẽ nhồi cái phần len vô ha. Nè. Nhồi cái phần bông gòn vô. Rồi các bạn nhồi kín cho mình nha. Sau khi các bạn nhồi xong á,
thì chúng ta sẽ xỏ cái cọng len này qua kim khâu len và chúng ta sẽ đâm kim vào từng nửa cái chân móc của mỗi chân móc nha các bạn. Đây, đâm kim vào nửa cái phần nhánh bên trong á của từng chân móc. Và các bạn sẽ làm như thế đến cuối hè luôn ha. Mình đã làm xong tới cuối hè nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gút nó lại, gút thật chặt nó luôn ha. Ở đây nè, hồi nãy là mình xen kẽ vô trong mấy cái dây mà một mũi móc xích đó các bạn, cho nên là mình kéo nó không có được chặt mấy. Bây giờ chắc mình sẽ luồn cho nó sao mà cho nó kín cái chỗ phần này luôn ha. Rồi nếu mà các bạn chưa có kéo cái phần này nè, các bạn sẽ kéo từng chân móc này thôi nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 chân móc á các bạn. Các bạn làm cái đó thôi ha, để mà cho nó kéo cho nó khít nó đẹp hơn nha các bạn. Ở này thì mình nó không khít được, mình phải may nó lại thôi. Các bạn cái này tại vì giờ mình lười quá, mình không có tháo ra, mình làm lại á, mình làm cái này luôn. Nó thôi tạm như thế này cũng được ha các bạn. Rồi bây giờ đi qua đây cái nữa. Rồi cái này là cái phần mặt trái của mình nè, mình đưa cái cọng len này nè xuống phía dưới này luôn đi. Đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm luôn ha, để mình ốm thử coi các bạn. Cái này mình sẽ sử dụng hạt cơm hay là cái này, chắc hạt cơm á thì nó sẽ đẹp hơn nè các bạn. Mình sẽ gắn ở đây hạt cơm đi các bạn ơi, nó đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn không có thì các bạn sẽ thêu mắt ha. Còn nữa cái mình sẽ lấy cái keo mình sẽ dán vô đây luôn nè cho nó nhanh ha, hoặc là các bạn kỹ hơn thì nhờ chúng ta sẽ lấy cái phần kim chỉ may các bạn sẽ kết vào nha. Đó, mình kết vào hai con. Hồi nữa mình sẽ làm thêm cái tay cù nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết nối trước đi. Bây giờ mình sẽ làm cái tai cù đi, rồi sẵn rồi cái mình sẽ làm luôn ha. Đây các bạn sẽ lấy, làm tai cù thì các bạn sẽ làm hai cái nha. Các bạn lấy len màu trắng ra, và chúng ta cũng sẽ móc cái kim 2.5 luôn đi các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ móc 6 mũi móc đơn vào vòng tròn ha. 1 2 3 4 5 6 rồi các bạn kéo nó lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi nè, các bạn móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc đầu tiên một đơn, chân kế tiếp một đơn, chân móc thứ ba 2 mũi móc kép, 1 2, chân móc thứ 4 2 mũi móc kép, 1 2, chân móc thứ 5 1 đơn, chân móc thứ 6 1 đơn. Và các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên, các bạn móc lên một mũi xích cắt len, làm cho mình một cái giống này nữa. Rồi một lát nữa các
các bạn sẽ lấy keo các bạn dán vô luôn ha. Nè, khi mà các bạn làm hai con mắt ở đây, ví dụ như đây ha, thì các bạn sẽ dán cái tay cù ở cái trên phía này nè các bạn. Nè, dán ở cái phần trên ha, nó xích qua bên, rồi tay bên đây xích qua bên đây nữa là xong nha các bạn. Các bạn làm cho mình thêm cái bước này ha, và một lát nữa các bạn tự làm thành phẩm ở cái chỗ điểm này luôn nha. Rồi các bạn móc cho mình một cái nữa đi. Đây các bạn, mình đã gắn hai con mắt vô với hai cái lỗ tai vô đây rồi ha. Các bạn cũng để ý nè, là ở cái khoảng giữa mình chừa hai hạt bắp, rồi mình xen kẽ hai con mắt nó ở đây, rồi xích qua một bên là mình làm cái lỗ tai ha. Lỗ tai này giống lỗ tai chuột quá rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốm qua thử nè. Ở đây là cái phần đuôi, thì ở cái phần đầu á, chúng ta sẽ làm sao mà cho nó phù hợp với cái phần đuôi ha các bạn. Đó, đây, đó, nó song song với cái phần đuôi rồi đó. Nhưng mà chúng ta sẽ chừa ra ngoài một xíu như vậy nè. Đó, để cho nó không gian ha, chừa ra ngoài ở cái đầu của cái hàng thứ hai của cái phần tóc này nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ nối vào ha, ở cái điểm này chúng ta sẽ nối xuống phía dưới đây các bạn, nối xuống phía dưới xong rồi chúng ta sẽ nối lên phía trên nè, nối từng điểm cái đi. Cái gì cho nó chắc chắn ở một cái chỗ nào đó để cho nó dễ ha. Rồi bây giờ các bạn từ cái điểm này luôn nè, các bạn nói qua cái chỗ điểm khác ha. Đó. Rồi các bạn sẽ nói lên ở qua bên đây. Nói chung là các bạn cứ xoay vòng vòng nó đi là được à. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa qua cái điểm ở phía dưới. Đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó xuống ở phía cái phần ở ngọn này nè, để cho nó ổn hơn ha, để cho nó cứng cáp hơn á các bạn. Rồi ở cái điểm này các bạn sẽ ghim xuống phía dưới nữa nè. Đó, cùng màu mà cho nên là rất là dễ ha. Rồi các bạn đưa nó lên phía trên này, xong rồi chúng ta sẽ đưa xuống phía dưới. Đây các bạn, đó. Rồi một lát nữa cái chúng ta để cái điện thoại ở chỗ này nữa là đẹp rồi ha. Rồi bây giờ còn một xíu len thừa nè, hoặc là các bạn muốn kết thêm là các bạn sẽ nối len vô thêm ha. Rồi chúng ta sẽ làm thêm cho nó chắc chắn nữa. Cái này là mình khóa nó lại một cái đi. Rồi mình sẽ nối len vô thêm để mà mình kết cho nó chắc chắn thêm luôn ha các bạn. Rồi cái này là mình cắt cái len này đi. Rồi một lát nữa thì mình sẽ làm thành cái phần đó. Giờ mình hướng dẫn cho các bạn làm cái phần này luôn nè. Rồi bây giờ ở cái phần này thì chúng ta sẽ ốm thử rồi. Đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Ở cái chân móc thứ năm nè. Một, hai, ba, bốn, năm. Chân móc thứ năm ha. Rồi. Một, hai, ba, bốn, năm. Chân móc thứ năm này. Một, hai, ba, bốn, năm. Chân móc thứ năm này. Rồi nếu mà nó phù hợp rồi á, các bạn thấy nó ok rồi, chúng ta bắt đầu nối nó vào. Nhà mình chia mỗi cái 5 năm vậy thì nó dễ hơn nha. Hoặc là các bạn tự chia làm sao mà thấy nó hợp lý là được ha. Rồi ở đây là mình sẽ lấy lên chỗ này, cái điểm đầu tiên của mình nè, mình sẽ để nó vô cái hạt bắp á các bạn. Đây, vô cái nụ của mình đó. Rồi các bạn sẽ đâm kim nè, từ ở phía trên luồn qua cái chân móc này để cho nó dính vô một cái. Rồi các bạn sẽ may nó nè. Đó.
Rồi các bạn sẽ may cho nó dính vô ha. Đơn giản mà đúng không các bạn? Đó, các bạn may sao mà cho nó gộp xuống về là được rồi nè. Rồi cái mình quay ra sau cái chúng ta sẽ kết nối ở thêm phần này nữa là được. Rồi ba cái chân còn lại các bạn sẽ tự làm luôn ha. Đó, vậy là xong rồi đó các bạn, rất là đơn giản ha. Rồi khi mà xong rồi các bạn sẽ làm thêm cái ở đây nữa đi. Rồi chúng ta sẽ đưa nó xuống phía dưới này. Rồi chúng ta sẽ đưa nó vô trong cái mũi móc này. Rồi cắt len. Rồi các bạn làm ba chân còn lại ha. Với muốn nó ổn áp hơn thì các bạn sẽ ấy cái đầu nó cho nó chắc chắn hơn vậy nè. Đó. Rồi để rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Ôi là trời, cưng quá trời luôn nè các bạn. Ở đây là mình làm hai cái chân trước á, nó là 6 bắp nha. 1 2 3 4 5 6. Ở bắp thứ 6 nha các bạn. Nói chung là các bạn cứ ốm sao mà thấy nó hợp lý là được ha. Đó, trời dễ cưng quá. Đây bé cừu của các bạn đây, có cái lỗ tai giống lỗ tai chuột. Rồi bây giờ chúng ta cái này nó hơi phồng phồng nè, cũng không sao đâu ha các bạn. Khi mà chúng ta xài lâu là nó cũng sẽ dẹp xuống à, nhưng mà cũng không có sao hết á, tại vì cái con này, cái bộ lông nó xù ra. Các bạn để trang trí về thôi là cũng thấy cưng nữa. Hoặc là các bạn có thể là để cái chậu hoa nhỏ nhỏ màu trắng ở trên đây nè, có trang trí hoa rồi đó, cũng dễ thương lắm đó các bạn. Các bạn thử trang trí đó ha. Còn ở đây là mình để cái điện thoại lên nè, thì để coi cái kích thước cái điện thoại. Thì cái này đây mình để như vậy ha. Đó, im luôn nè các bạn, rất là im luôn ha. Dễ cưng quá. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu cái giá đỡ ha các bạn. Cái này gọi là cái mẫu giá đỡ điện thoại, nhưng mà nó là dạng bằng ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này ha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này nha, và bình luận ở phía bên dưới để video mình có cái lượt tương tác ha các bạn. Tại vì dạo này YouTube nó cũng hơi khó á, cho nên là các bạn có gì ủng hộ mình một cái lượt thích cũng như là cái lượt bình luận ở phía dưới ha. Và đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ cho Mimi Handmade nha. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video clip này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.